Vâng, xin chào anh em. Chào mừng em đã quay trở lại với kênh Storm tin tức quất của mình. Hôm nay mình sẽ lên giao lưu với anh em. Đó là một chiếc đồng hồ Titus. Nói chung là đối với những anh em mà có sở thích và yêu thích những cái dòng đồng hồ Rolex và có sở thích là sưu tầm những chiếc đồng hồ form Rolex thì chiếc Titus này là một trong những chiếc đồng hồ form Rolex mà anh em không thể bỏ qua ở trong cái thú chơi cũng như là trong cái bộ sưu tập của mình. Chiếc Titus này ở trên tay mình nó có một cái diện mạo zin nguyên bản, trong tình trạng là tuyệt đẹp luôn, gần như là mới tinh, chỉ thiếu mỗi cái hộp sổ thôi. Chiếc này nó là một chiếc hàng sưu tầm cho nên là anh em thấy là cái độ zin và cái độ mới của nó còn rất là cao, zin nguyên bản cả dây khóa luôn. Chiếc này thì nó vẫn còn cái mắt thừa. Đối với những anh em nào mà thuộc tín đồ của những chiếc đồng hồ form Rolex thì những chiếc như thế này thì chắc chắn là đối với anh em nó sẽ rất là cuốn hút, và đặc biệt là anh em sẽ rất thích và ưa chuộng để chơi và sưu tầm. Chiếc này thì nó sở hữu một cái thiết kế form Rolex vàng nguyên bản luôn. Đáy của nó thì là đáy thép, còn dây và khóa của nó thì là khuôn vàng. Dây khóa đúc đặc luôn, đeo rất là đầm tay. Chiếc này thì nó có cái xe mặt là 37mm, niềng của nó là niềng băm, anh em nhìn nó bắt sáng rất là đẹp luôn. Kính của nó là kính khoáng, kính có lúp, núm của nó là núm zin, có dập hiệu Titus, răng núm còn tuyệt đẹp, chưa hề mòn gì hết. Chiếc này thì nó là dòng day date, có cả lịch thứ và lịch ngày. Lịch thứ của nó là ở góc 12 giờ, còn lịch ngày là ở vị trí góc 3 giờ. Chiếc này thì nó là dòng máy cơ automatic, anh em nhìn thấy ở phía dưới vạch ly góc 6 giờ, anh em sẽ nhìn thấy cái dòng chữ Switch 2045 và bên cạnh là dòng chữ Automatic. Chiếc này thì nó là máy cơ automatic và nó có cả chức năng hỗ trợ lên khớp tay anh em nhé. Anh em lắc nhẹ vài cái là máy nó sẽ chạy luôn. Anh em chiếc này thì núm của nó thì là núm ren. Anh em muốn chỉnh giờ hoặc chỉnh lịch thì anh em nhớ vặn cái núm của nó ra. Nó ở vị trí nấc đầu tiên, anh em vặn ngược lại theo chiều kim đồng hồ thì nó sẽ là chức năng hỗ trợ lên khớp phụ. Khi anh em rút một nấc ra, đó thì nó sẽ là chức năng chỉnh lịch. Anh em vặn ngược chiều kim đồng hồ thì nó sẽ là chỉnh lịch thứ, còn vặn theo chiều kim đồng hồ thì sẽ là chỉnh lịch ngày. Rất là tiện. Anh em rút hai nấc ra thì nó sẽ là chỉnh giờ. Đó. Rất là tiện lợi luôn. Khi anh em chỉnh giờ chỉnh lịch xong thì anh em nhớ ấn cái xoáy cái núm của nó vào để nó có cái độ chống nước được tốt hơn và an toàn hơn cho chiếc đồng hồ của mình. Nếu như anh em quên vặn cái núm này vào thì khi anh em sử dụng nước thì nước nó sẽ vào đầy ở trong máy luôn nhé. Lúc đấy là phải mang đi lau dầu, nó sẽ khá là mất thời gian. Nói chung là chiếc này thì nó ở trong cái tình trạng là cận nót còn rất là đẹp luôn. Dây khóa của nó nguyên zin, búp khóa của nó còn dập hiệu metal Titus, hai bông lúa rất là đẹp, nguyên cát luôn. Cái này của nó là metal, nó đang lên tiết điểm. Chiếc này thì nó có một vài chỗ thì nó đang lên cái lớp tiết điểm rất là nhẹ, không đáng kể gì cả. Nói chung là những chiếc màu vàng như này nó lên tiết điểm thì nó càng tôn lên cái vẻ đẹp và giá trị của cái chiếc đồng hồ mà anh em chơi và sưu tầm. Chiếc này thì bộ kim và các cọc số nó là màu vàng nổi khối, ở đầu các cọc số và trên kim giờ kim phút thì nó đều có vạch dạ quang. Ở góc 12 giờ là ô lịch thứ và phía dưới là cái logo bông lúa thương hiệu của Titus. Chiếc này thì nó sở hữu cái mặt đeo là mặt đeo màu vàng mỡ gà trẻ tia từ tâm, anh em nhìn nó bắt sáng rất là nét luôn. Bên trong nó cái niềng của nó là niềng dạng niềng gương ấy, nó hát sáng rất là đẹp. Size dây của chiếc này thì là size dây 19 anh em nhé. Dây của nó dây khóa đúc đặc luôn, đeo rất là đầm tay. Ở mặt sau của chiếc này thì nó là đáy thép, mọi thông tin ở trên cái mặt sau của nó còn rất là rõ ràng luôn. Anh em nhìn cái lớp bọc vàng của nó còn cực kỳ là đẹp. Nói chung là chưa hề có chỗ nào mòn hay bong chóc gì hết. Metal Titus và hai bông lúa còn rất là đẹp luôn. Chiếc này thì về cái độ sai số của nó thì anh em đeo thì sai số của nó cũng trừ hàng ngày chỉ có 1 đến 2 giây thôi ạ. Đạt chuẩn chronometer, đeo nó rất là chuẩn xác.
Để mình lên tay chiếc này cho anh em xem. Những chiếc foam Rolex như thế này, kể cả là đường mi hay là phun vàng như thế này, thì khi anh em lên tay nó sẽ rất là đẹp. Đặc biệt là những em nào mà ra tay trắng thì nó rất là đeo, nó rất là sang và nổi bật luôn. Tay mình bình thường là tay trắng, nhưng mà mấy hôm đi trời nắng không để ý, quên không mặc áo chống nắng nên nó đen xì luôn. Lên tay nó vẫn rất là đẹp, nhìn như một khối vàng ở trên cổ tay luôn. Nói chung là những cái dòng đồng hồ foam Rolex như thế này thì mình cũng có khá là nhiều. Tuy nhiên là cũng giao lưu dần dần với anh em. Hiện tại là còn mấy chiếc, và chiếc này thì cũng mới về được một thời gian. Mình đeo chơi và hôm nay mình cũng mới lên để quay và giao lưu với anh em. Chiếc này thì trong tình trạng là hàng sưu tầm riêng nguyên bản, cận nót còn rất là đẹp. Hàng chỉ thiếu hộp thôi. Size 37mm. Size số cũng chỉ 1 ngày, 1 đến 2 giây. Anh em nào quan tâm, yêu thích những chiếc đồng hồ foam Rolex như thế này thì hãy vui lòng liên hệ với mình theo số điện thoại 0912300067. Đấy cũng là Zalo của mình. Anh em kết bạn để có thể xem được những hình ảnh chi tiết, video, ảnh máy nếu như anh em có nhu cầu. Ok, xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em ở các clip sau.